cây bồ kết ngàn năm Thạch Gia Trang trở về báo án sau khi bị đốn hạ. Người xưa thường nói, mọi sự vật trên đời đều sẽ trở nên hoàn thiện, tốt đẹp hơn theo tuổi tác. Chỉ cần bất cứ thứ gì tồn tại đủ lâu sẽ dần trở nên tinh tế. Chưa kể, đến một cái cây mọc lên giữa trời và đất đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong hàng nghìn năm. Một khi tuổi thọ của cây vượt quá 500 năm sẽ hình thành nguồn năng lượng ma quỷ và âm khí mà người thường không thể phát hiện được. Dân gian thường có câu, bồ kết ở phương Bắc, đa liễu phương Nam. Trong số cổ thụ thì cây bồ kết mang nguồn năng lượng âm mạnh nhất, kích động âm khí nên không ai muốn trồng cây bồ kết trong nhà mà thường trồng trước chùa hoặc cổng làng. Có một câu chuyện về cây bồ kết cổ thụ ở ngoại ô phía tây Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, được truyền lại vô cùng đáng sợ. Những sự kiện kỳ lạ về cây bồ kết đầu làng này cho chúng ta biết được sức mạnh của cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi, rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Với chiều cao khoảng 3 thước cùng cành lá xum xuê, vào mùa hè nóng nực nhất, bóng mát mà cây tỏa ra có diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Đường kính thân lớn đến mức phải cần đến 5 người trưởng thành nối tay nhau mới có thể ôm trọn thân cây. Cây bồ kết này đã trải qua nhiều lần bị sét đánh trong suốt hàng nghìn năm, và mỗi lần trải qua một kiếp nạn, nó giống như mất đi một lớp da bọc ngoài thân cây, rồi lại được tái sinh như một con quái vật. Trong ma thuật, đây được gọi là yêu quái, còn trong đạo thì sẽ gọi là tiên. Đối với người dân trong làng, cây bồ kết ngàn năm tuổi này đã đạt đến giai đoạn hóa thần, và từ bao đời nay họ đã quen với sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, điều không ngờ rằng ở thời hiện đại, với tốc độ phát triển nhanh chóng, thành phố cần phải tiến hành quy hoạch, những con đường đất vòng vèo phải được thay bằng đường nhựa thẳng tắp. Cây bồ kết già này lại mọc ở đầu làng, chắn ngang đường đi. Nếu đi đường vòng sẽ mất thời gian, nên đội quy hoạch quyết định phải chặt bỏ. Khi đó, một số vị lão niên trong làng phản đối rất dữ dội, bởi họ cho rằng cây bồ kết nghìn năm thực sự có linh hồn. Nếu cây bị chặt đứt, nhất định sẽ xảy ra báo ứng. Người phụ trách dự án đương nhiên không tin vào những lời nói quỷ quái này, vì vậy đã bố trí cho công nhân đến tiến hành chặt cây. Vậy nhưng, mặc cho những người công nhân dùng rìu chặt xuống rất lâu, thân cây chỉ bị một vết xước nhỏ, phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả công nhân đều mệt mỏi đến ngạt thở. Điều này cũng không có gì lạ, bởi nó đã quá già, và sau nhiều lần thay vỏ, lớp da bên ngoài trở nên vô cùng cứng cáp. Lúc này, người phụ trách cho rằng vỏ cây bồ kết đã dày đến mức không thể chặt bằng tay được. Thế là ông ta cho người đi tìm khắp nơi, cuối cùng mang đến 4-5 chiếc cưa máy thường dùng cho việc khai thác gỗ. Lần này, họ cùng nhau làm việc rất lâu để loại bỏ một lớp vỏ trên cây bồ kết già. Nhưng mọi thứ cũng không mấy khả quan. Lưỡi dao của chiếc cưa máy càng đi sâu thì càng bị kẹt cứng, thậm chí không thể nào rút ra. Khi đội ngũ công nhân đang nghĩ cách rút lưỡi dao ra, thì một cơn gió đột nhiên nổi lên, làm cây cối xào xạc. Bầu trời bắt đầu u ám, khiến những người có mặt tại hiện trường nổi hết cả da gà. Lúc này, dân làng đang đứng xem vì thấy tình hình hơi kỳ lạ, sợ rằng đã động chạm phải một thế lực nào đó, nên cũng nổi dậy bắt đầu chặn đội xây dựng, nói rằng họ không thể tiếp tục chặt cây. Dường như cây bồ kết nghìn năm tuổi đã dùng những hiện tượng kỳ lạ này để bộc lộ sức mạnh tâm linh, muốn đưa ra lời cảnh báo cho hành động bất kính. Đáng tiếc là cuối cùng cây bồ kết vẫn bị đốn hạ, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Những dự đoán trước đó của dân làng quả thật không hề sai. Lúc đầu đội xây dựng đã tìm mọi cách mặc cho người dân hết lời ngăn cản rằng cây bồ kết già này không thể chặt được bởi sống qua rất nhiều năm, có thể nó đã trở thành linh bách. Nhưng khi đối mặt với sự phản đối quyết liệt của người dân, người phụ trách công trình vô thần này lại càng quyết tâm chặt cây bằng mọi giá. Hai chiếc xe ủi được gọi đến cùng lúc, và với sức mạnh tổng hợp nhiều loại máy móc, cây bồ kết già cuối cùng đã bị quật ngã tận gốc rễ. Và ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra khiến những người chứng kiến cảm thấy vô cùng kinh hãi. Theo lời kể của những người có mặt lúc đó, khi cây bồ kết già đổ xuống, một chất lỏng màu đỏ trào ra từ rễ cây như đang chảy máu. Chất lỏng men theo đất chảy đến chân người, sau đó vô số côn trùng, chuột bọ từ dưới đất bỏ lên chạy trốn tứ phía. Vì lúc này trời đã sụp tối, nên mọi người đều cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến từ phía sau. Tất cả dân làng đều thở dài nói rằng cây bồ kết vẫn đang tồn tại. Nó đã ở đây như thế này hàng ngàn năm rồi, nên những người quyết tâm đốn hạ cây sau này cứ chờ báo ứng đi là vừa. Đêm hôm đó,
Dân làng nghe thấy nơi ở cây bồ kết già bị đốn hạ, phát ra những âm thanh rất giống tiếng người. Rất nhiều truyền thuyết dân gian đều nói một nửa cây bồ kết là gỗ, nửa còn lại là ma. Bởi vì ngày xưa người ta hy vọng linh hồn người chết ở nơi đất khách có thể trở về quê hương, nên sẽ để họ dưới gốc cây bồ kết ở cổng làng cho đến khi được chôn cất. Khi đi dạo vào ban đêm, nếu gặp cây bồ kết già thì nhất định phải tránh xa, vì cây bồ kết càng già thì càng chứa nhiều âm khí, và việc tùy tiện chặt bỏ là điều không nên. Một khi phần gỗ của cây không còn nữa, chắc chắn phần còn lại sẽ là ma quỷ. Những linh hồn vốn sống nương nhờ vào cây bồ kết, khi không có nơi nào để đi, sẽ sinh ra oán khí và đi khắp nơi để gây rắc rối. Kể từ khi cây bồ kết nghìn năm tuổi ở Thạch Gia Trang bị đốn hạ, trời nhiều mây và mưa suốt mấy ngày liền. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi đội thi công chuẩn bị nhấc cây bồ kết già lên vận chuyển đi, thì các công nhân đang dùng dây thừng to cố định thân cây, bỗng bất ngờ xảy ra tai nạn, khiến một số người tử vong tại chỗ. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Sau khi con đường được sửa xong, những chuyện vô cùng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Vào một ngày mưa, trên đoạn đường này đã xảy ra tai nạn liên hoàn khi có nhiều ô tô đâm vào nhau. Các tài xế được đưa đi bệnh viện đều kể cùng một câu chuyện rằng, khi lái xe đến ngã tư, họ bất ngờ nhìn thấy một ông già râu trắng, bị thương, xuất hiện giữa đường. Để tránh va chạm với ông lão, những tài xế bất ngờ đánh lái để đổi hướng và tông thẳng vào nhau như bị điều khiển bởi một thế lực không thể nào giải thích. Một số người suy đoán rằng ông già có bộ râu trắng có thể chính là linh hồn cây bồ kết. Vì đã trở thành linh hồn vô gia cư, tu vi cũng bị cắt đứt, nên ôm hận rồi gây rắc rối ở đoạn ngã tư này. Từ đó dân làng khi muốn ra ngoài đều chọn đường vòng. Họ thà rằng đi bộ xa hơn một chút còn hơn phải đi qua ngã tư. Điều khủng khiếp hơn là khi cây bồ kết nghìn năm tuổi bị đốn hạ, ngoài việc nơi đây thường xuyên xảy ra sự cố kỳ lạ, thì những người có liên quan đều lần lượt qua đời một cách bí ẩn. Đây có phải là nghiệp chướng như truyền thuyết về loài cây này đã nói hay không? Đầu tiên là người phụ trách. Khi đang có mặt tại công trường, thì ông ấy bất ngờ đứng trên một nơi cao, sau đó đi về phía rìa tòa nhà, như thể bị quỷ ám. Bên dưới khu vực đó, chứa đầy những thanh thép sắc nhọn. Những người công nhân gần đó thấy ông ta có vẻ không ổn, nên đã kịp thời giữ lại và giúp ông ấy lấy lại bình tĩnh. Sau đó mọi người mới để ý và phát hiện, tại chỗ người phụ trách đứng có một gốc cây bồ kết. Nhưng kỳ lạ là, gần công trường xây dựng trước đó lại không phát hiện cây bồ kết nào được trồng ở khu vực này. Nghĩ tới đây, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đêm đó, khi người phụ trách đang ngủ, lại mơ thấy mình đang ở ngã tư, nơi có cây bồ kết già. Nhưng rõ ràng là toàn bộ cây đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một tàn tích gốc cây khổng lồ. Ông bước lại gần và nhìn thấy một con rắn lớn màu trắng đang nằm trên gốc cây bồ kết già. Khi tiến lại gần hơn nữa, con rắn trắng lại hỏi ông, tại sao cây bồ kết già, nơi nó đã sống hàng nghìn năm nay, lại bị chặt đi? Người phụ trách sợ hãi đến mức tầm mắt tối sầm lại và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng ông ấy lại thấy con rắn lớn màu trắng thực sự đang quấn quanh chân và vui vẻ nhìn ông ta. Sự việc kỳ lạ đã diễn ra liên tục trong vài ngày. Người phụ trách không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần, đã trở nên mê sảng và điên loạn. Trong đoàn người đã đốn hạ cây, còn có một công nhân lái máy ủi. Tuy là được thuê đến, nhưng anh ta cũng phải gánh chịu sự trả thù của cây bồ kết già. Trong lúc thi công, anh vô tình đào phải một đường dây cáp. Sự cố này khiến anh lập tức mất việc. Ngoài ra còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Từ đó, ngày nào anh cũng uống rượu để át đi nỗi buồn, nhưng tinh thần ngày càng kiệt quệ, bởi bản thân luôn cảm thấy mình bị cây bồ kết già trả thù. Nếu không thì bản thân đã không gặp nhiều xui xẻo như vậy, và anh ta đã qua đời trong vài năm sau đó. Quan trọng là con đường đó, ngã tư nơi cây bồ kết già từng ở đó, không biết thật sự có bị nguyền rủa hay không mà tai nạn xe cộ luôn luôn xảy ra. Sau này, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia phong thủy và một vị sư phụ có pháp lực cao trấn áp, họ đề nghị nơi đó nên được xây dựng thành cầu cạn. May mắn là từ đó về sau, mọi thứ đã bình thường trở lại. Trên thực tế, rất nhiều ý kiến cho rằng có thể người ta đã bịa ra câu chuyện bằng cách kết hợp những vụ tai nạn ô tô với những câu chuyện trước đó. Bởi tính xác thực của những gì đã xảy ra với một số người vẫn chưa được xác minh. Lý do mà người ta không trồng cây bồ kết trong nhà chẳng qua là vì rễ cây bồ kết rất sâu và dày đặc, nên nếu sân nhà không đủ rộng, hệ thống rễ dưới đất dễ làm hỏng móng nhà, khiến nhà bị nghiêng, thậm chí sụp đổ. Hơn nữa, cây bồ kết có lá to, lại thường xuyên rụng lá, dễ tích tụ nước dưới gốc cây, khiến muỗi sinh sản gây hại cho con người.
Ngược lại, cây bồ kết cũng thực sự có sức sống mãnh liệt. Quả và hoa của nó có giá trị chữa bệnh rất tốt, với hệ thống rễ sâu và chắc chắn. Nếu trồng cây bồ kết thành từng dãy ven đường, cũng có thể bảo vệ khu vực khỏi gió bão. Vì vậy, chuyện cây cổ thụ thực tế có linh hồn hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy bình luận bên dưới cho Tâm Linh Cuộc Sống được biết nhé! Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn!